Rồi, xin chào các bạn trở lại với Chân Đồng Chơi. Hôm nay em quay khá khá bán tải cho anh chị. Hiện nay thì thị trường bán tải ở miền Bắc hiện nay cũng khá là nóng. Khi mà hai lắc thì khoảng nửa năm nay chúng ta không nhập được xe mới về rồi. Trai tông thì thật sự là phải tầm 3-4 tháng nay thì bọn em mới lấy được về lô này lô đầu tiên. Và đang là rất là nhiều bản đủ màu cho anh chị các bạn xem. Hiện nay thì trai tông ấy, nó sẽ có 3 phiên bản chính nhá. Giá bán nó cũng thay đổi lên một chút vì nó thay đổi theo tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Nên anh chị mà tham khảo một thời gian cũng đều thấy là một số hãng xe hiện nay đều thay đổi giá bán liên tục, thường là nâng giá lên khoảng 10 đến 20 triệu. Thì trai tông này nó cũng vậy. Ở hiện nay thì rẻ nhất với phiên bản một cầu số tự động thì sẽ là 650 triệu, giống như Ranger bản XLAT thời điểm trước nhá. Bản đặc biệt là bản kỷ niệm của trai tông ấy. Đấy, như bạn thấy đây trên màn hình này, màu đen la răng đen và có tem dán thì nó là 780 triệu. Và bản cao cấp nhất thì nó là 905 triệu nhá, hơn 900 một chút. Khuyến mại thì nói thật với các bác là thời điểm này khuyến mại tất cả các đầu xe bán tải thì gần như là không có khuyến mại. Chủ yếu là chúng ta có xe giao ngay hay không thôi, còn cụ thể mà quà tặng của bọn em tặng cho khách hàng thì mình có nhu cầu như nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đang đính kèm trên màn hình giúp bọn em nhé. Thật sự là rất nhiều bản và đủ màu cho anh chị. Trai tông thì bây giờ nó khá phổ biến và khá đẹp rồi. Mình có thể vay mua trả góp với mức trả tối thiểu đó vào khoảng tầm 200 triệu đồng. Có xe lăn bánh tùy vào từng phiên bản nhé. Cụ thể giá bán, chương trình khuyến mại hay là lịch giao xe thì anh chị alo trực tiếp giúp em qua hotline đính kèm trên màn hình. Cụ thể từng xe thì bọn em sẽ up lên nhé. Còn hiện nay thì mình có nhu cầu mua bán xe cũ này, trao đổi xe cũ ở thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, các tỉnh miền Bắc thì cũng có thể liên hệ qua bọn em để chúng ta định giá và biết đâu là sẽ có được cái giao dịch mua bán tốt nhất. Rồi, điểm nhanh có 3 mẫu xe bán tải. Còn hiện nay trên thị trường thì Ford Ranger vẫn đang phải lạc khá là nhiều. Chỉ có bản số sàn ấy thì may ra chúng ta sẽ được tặng thêm một chút phụ kiện. Đấy, như Wichách hay XLS một cầu thì thật sự là vẫn phải mua thêm lạc khá là nhiều. Hilux thì gần như không có xe. Quado thì đã dừng bán và chúng ta chỉ giao dịch xe cũ thôi. Đó. BT50 thì còn khá nhiều hạn chế so với những cái đầu xe như này. Nên là trai tông mới hiện nay khá hot nhé. Anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.